sẽ hát dòng nhạc gì khi mà mình đi trình diễn bên ngoài? Dạ, thì thường thường em hát dòng nhạc thính phòng, cách mạng, dân ca. Rất là đa năng ha. Vâng, với hình dáng thư sinh như thế này thì không biết rằng anh Đại Nghĩa... Khoan, Trang ơi Trang, đó, cái giao diện này, cái giọng hát dày, trầm ấm dày, rồi cái dòng nhạc bạn ấy nói là nhạc thính phòng. Đó, nhạc cách mạng nữa. Trang nghĩ coi, bạn ấy sẽ hóa thân thành ai? Thì nghĩ giọng này có thể dễ hóa thân thành Quang Lê. Trời ơi, sai. Đúng là tâm chiếu mới chưa từng trải. Hóa về mới thấy dễ hóa. Chưa từng trải. Vì sao chị lại nghĩ bạn này sẽ dễ hóa thân thành anh Quang Lê à? Hay là Trang quá vô tư chăng? Lát nữa là sẽ là biến hóa là gây cho bất ngờ. Dạ đúng rồi, biến hóa mà. Bất ngờ mà. Bạn ấy nói là bạn ấy hát cái dòng nhạc thính phòng. Ừ. Đúng không? Bạn ấy lên đây hát một cái dòng nhạc trữ tình quê hương cho mình nghe. Để... Ủa? Đâu có đơn giản gì ta. Để đã đánh lừa mình gì? Đúng rồi. Trời ơi, có khi nào hóa thân thành anh Tạ Minh Tâm không trời? Đó là cái điều mà tôi nghĩ đến. Trời ơi. Một lát nữa đất nước trọn niềm vui nè. Chúng ta lấy Quang Lê với anh Tạ Minh Tâm cộng lại chia đôi sẽ ra một nhân vật rất thú vị. Quốc Đại. Quốc Đại. Vậy là ý kiến của anh là Quốc Đại hả anh? Mình nghĩ là Quốc Đại. Là Quốc Đại. Mình cũng nghĩ là bạn này bạn ấy chủ định là hát bài này là để tung hỏa mù. Làm sao mà qua mắt được anh em. Anh ngồi ở đây là tới tập thiếu bao nhiêu rồi em biết không? Không qua mắt được anh rồi. Đây, với cái dáng dốc này, cái thư sinh này, cái tóc trẻ gọn gàng này nè, đúng không? Đánh lừa tung hỏa mù chúng ta nhân. Em thân yêu, em không thể nào qua mắt được anh. Anh đã phát hiện ra cái âm mưu khủng khiếp đen tối của em. Đó. Hay. Một ca sĩ rất quen với chúng ta, Dương Triệu Vũ. Thấy cái gương mặt giống giống không? Này Nghĩa, dạ. Tuyết này hơi nặng đấy, Tuyết này hơi khó tin đấy. Em hát được nhạc trẻ không? Dạ, em cũng hát được nhạc trẻ. À đấy. Mà nhiều khi em đi biểu diễn thì nhiều anh chị em hoặc là bà con cũng nói là bạn này sao giống anh Hoài Lâm. Đúng là nhìn giống Hoài Lâm thật đấy. Tại nãy giờ nè nha, Quốc Đại, Quang Lê, anh Tạ Minh Tâm. Rất nhiều sự lựa chọn. Không biết bạn sẽ lựa chọn ai? Hãy cùng chào đón phần biến hóa của bạn Bá Minh Long. Gia Hân, thưa quý vị ban giám khảo, với giọng ca này thì đã mang lại cảm xúc như thế nào ạ? Mời Nhật Kim Anh. Với em thì cái giọng bạn rất là lãnh lót và em nghĩ rằng là với một cái giọng ca này thì anh có thấy lệnh hơi thiên hướng về Thùy Chi đó anh, ca sĩ thì Thùy bởi Chi. Bởi vì bạn ấy đang hát một cái bài mà Thùy Chi rất là nổi tiếng mà. Em thấy là cái giọng bạn cũng hơi na ná với cái bạn đó, có khi nào... Dạ nhưng mà cái giọng của em nó khác ấy chị ạ. Trời ơi. Giọng em mới nói như thế này chị à. Trời chị ơi. Kim Anh chị có nghĩ là em có hát giống chị Thùy Chi không ạ? Sao lúc nãy sang trọng lắm em, nó lãnh lót lắm. Mọi người đang du dương luôn. Em lên tiếng cái chị cũng hơi hết hồn. Giống như nãy giờ đó em đang ru người ta đang chuẩn bị chìm vô cái giấc ngủ trưa rồi. Em nói cái tỉnh ngủ luôn. Vậy luôn. Bất ngờ đó anh. Em thì nghĩ là bạn có vẻ đang cố đánh lừa mình bằng cách là hát một cái bài nhẹ nhàng như Thùy Chi. Chính vì những cái ngân của bạn, em có linh cảm là bạn sẽ hóa thân thành những cô ca sĩ gọi là rất là kỹ thuật về luyến lấy như là kiểu chị Vân Khánh nè, của cô Hương Lan nè. Nhưng mà các bạn ơi, đừng nhìn cái bề ngoài và đừng nghe cái bài hát đầu tiên mà chúng ta sẽ đánh giá rằng cái bạn thí sinh sẽ hóa thân thành một ai đó có cái giọng tương tự lắm. Kim Anh ơi, em lầm Kim Anh ơi. Vậy là hát hoàn toàn luôn hả? Vậy thì bạn hát rock luôn. Trời đó. Đấy là điều em đang tính nghĩ tới anh Trung ạ. Tại sao bạn hát một cái bài nhẹ nhàng như vậy mà bạn lại phải uống xù tóc lên? Đúng rồi, hay quá vậy. Chuẩn bị vô cái tiết mục bùng cháy hơn. Em ơi, chương trình mình tên gì? Biến hóa bất ngờ. Nếu bây giờ không bất ngờ thì lấy cái gì để gọi là chương trình này, đúng không? Nhiều khi nằm ngoài cái sự phỏng đoán của ban giám khảo thì sao? Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với phần hóa thân ngoạn mục của thí sinh đầu tiên, Gia Hân. Quá tuyệt vời phải không ạ? Nam Cường ở bên dưới nghe giọng bạn cất lên là thấy, ủa sao mà giống quá vậy? Tại vì đây là một trong những giọng ca mà Cường vô cùng yêu mến khi mà mình còn bé nghe cô nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền hát rồi. Vì sao Gia Hân lại lựa chọn nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền là hình tượng để mình hóa thân? Thật ra là em là một người con của quê hương Quảng Trị ạ. Và cái mảnh đất miền Trung của mình thì với làn điệu dân ca thì nó như là đặc sản văn hóa vùng miền rồi. Và cô Thu Hiền em rất là trân quý, rất là yêu mến. Đối với em thì dòng nhạc dân ca khi mà cô Thu Hiền hát thì nó mang một cái màu sắc rất là đặc biệt, rất mộc mạc, rất ngọt. Ở trong phim trường của mình có một người tìm hiểu cô Thu Hiền rất 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 là kỹ. Trời ơi, quá thân rồi, làm đủ trò đủ kiểu hết. Đó chính là nghệ sĩ ưu tú Đại Nghĩa.
Em nói chi anh mắc cỡ em ơi. Bạn này Gia Hân bạn nói chứ, bởi vì bạn yêu mến cô Thu Hiền quá cho nên là bạn tập hát và giống. Em ơi, không phải ai yêu mến cô hát cũng giống được đâu em ơi. Anh nè, anh cũng yêu mến cô lắm mà anh hát có giống đâu. Lúc mạnh quá thân đó em. Chương trình phát sóng cô coi cô la quá trời. Cô Thu Hiền cũng là một trong những người mà Kim Anh rất thích. Và ngày hôm nay á, em làm cho chị thỏa cái cơn mà cơn ghiền cô á. Cái giọng quá là hay và cái luyến lưu, luyến lấy luyến lấy để lưu luyến là cái giọng hát đúng trong rồi. Mình bởi vì chị đặt tim cho em quá trời luôn, em thấy không? Em hát này giùm anh cái chỗ mà sau gian tấu coi. Dòng em ngân lên răng thương nhau cho tròn đó, trời ơi đó nó hay quá luôn. Tại sao không, khi mà em hát những cái câu này nè, em cũng nghe cái cách cô Thu Hiền hát á, cho nên là em hát giống như là không phải mở cái khẩu hình nó quá to. Nhưng mà bữa anh hát làm sao? Hồi đó anh hát cái bài Hoa Câu Vườn Trầu. Hoa câu rung trăng xanh. Trời ơi anh ơi em. Cái này là cô gì chứ không phải cô Thu Hiền rồi. Không hề hiền một chút nào hết. Chắc nhẹ thôi. Nhưng mà hôm nay bạn đã thể hiện giọng hát ra rất giống với cô Thu Hiền luôn. Cách hát của cô vừa bản năng và vừa tình cảm thủ thỉ, nó sâu lắng, nó nhẹ nhàng. Bạn thể hiện rất là rõ được cái thần thái của cô thông qua cái giọng hát của bạn rồi. Quá khen mà sao cho ta có bài vậy? Cảm ơn phần cho tim rất là hào phóng từ phía ban giám khảo. Chúng ta thấy là ca sĩ diễn viên Nhật Kim Anh với 4 tim, nghệ sĩ Tú Đại Nghĩa với 4 tim và nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung 4 tim, tổng cộng bạn đạt được 12 tim. Giang hạt nắng đùa nhẹ trên áo, đôi môi em gọi bao khát khao, mắt em vời vời đắm đắm trời cao. Em mong manh thờ rừng cây chưa rời lá, gió chiều bóng trầm sao xuyến mãi không nguôi. Giờ cách xa mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta, và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em, và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy. Tôi yêu
tôi trở về quê hương. Những người em gái ngày ấy đã đi rồi. Tôi hỏi thăm dò từng người trong xóm tin nàng. Nàng đâu nàng đâu, nàng đâu nàng đâu. Người báo tin buồn nàng gặp nhạc sĩ vang danh, rồi cùng xây đắp gia đình. Tôi xót thương nàng và rồi tôi khóc thương mình. Đời ơi còn chi, đàn ơi biệt ly, đập vỡ cây đàn dần đời bạc trắng như vui, dần đời nhớ như bàn tay. Em ơi, em giết bằng giám khảo rồi. Mạnh Quỳnh ơi, Nhung xin lỗi Quỳnh nha. Hồi xưa tới giờ với Nhung với Mạnh Quỳnh hát chung với nhau. Thôi bây giờ mình chia tay đi, để mình hát chung song ca với bạn này. Chị Nhung đừng làm vậy, em ngại lắm đó. Xin mời nhạc sĩ Minh Khang. Có thể là ban nhạc cho vào hết, nhưng ở đây là ban nhạc không muốn một người ca sĩ mà ban nhạc chọn lựa sẽ đi theo một chất giọng nào đó, sẽ muốn thấy em thay đổi từng ngày để em hoàn thiện thành một danh ca, một riêng biệt của em, không lẫn vào đâu được. Xin mời anh Đức Huy ạ. Tôi chỉ muốn nhắc nhở các bạn đó là các bạn phải nhớ có sự khác biệt giữa hát giống một người nổi tiếng hoặc là hát có một chút âm hưởng của người nổi tiếng. Thì tôi nghĩ là bạn sẽ không dễ dàng từ bỏ cái đó, nó đã ngấm vào cái máu bạn rồi. Thì đó là cái vấn đề chỉ có một mình bạn suy tư rồi cho mình một câu trả lời. Xin được cảm ơn lời nhận xét của nhạc sĩ Đức Huy, nhạc sĩ Minh Khang. Xin mời giám khảo Phi Nhung. Nhung thấy là cái ngân của bạn nó tự nhiên lắm. Thì bây giờ Nhung muốn là sẵn đây thì bạn ca một cái bài hát nào của người khác đi, để thử coi thử nó có giống hay không. Nếu nó giống là bạn sẽ không thay đổi được nữa. Ngày xưa em như chim sáo, sống vô tư hay mộng mơ nhiều. Nhìn em đi qua cuối xóm, làng tóc mây bay mà ưng hồng. Rồi vậy là Nhung xin đính chính là Minh Khang sẽ không thay đổi được cái giọng của em. Rồi chúc em may mắn nhiều sau. Gian đứng yên lắng động. Nhà em có mấy anh em? Cho đôi tình nhân đắm trong giấc mộng. Em là anh cả hay là em út? Mưa rơi làm thêm có câu giá từ. Thường mưa vào tháng mấy? Sa em lụa là tóc em xõa về. Em thích tóc dài hay tóc ngắn? Lung linh trời sao sáng trong mắt em. Em ơi chị thấy chị Dung đẹp không? Môi em làm thêm khó câu xa từ vì đường xa ướt mưa. Đường xa của chị Nhung mà không màu gì vậy? Vì đường xa ướt mưa. Em muốn ai chưa? Em về. Em không thích đi về. Sao em không ở lại để đêm nay? Ôi, ở miền Nam có mấy mùa vậy? Xa ướt mưa. Đừng bắt ai chưa? Em ơi, mùa nào lạnh nhất ở miền Bắc? Đừng về, đừng quá xa xôi. Rồi em biết yêu lần đầu tiên là mấy tuổi? Xin mưa triền miên, mãi không lắng đọng. Đây này em có gia đình chưa? Cho đôi tình nhân đuối trong giấc mộng. Nhà xã em thích ăn món gì nhất? Trong cơn mưa quên, chót câu xa từ. Em biết người yêu của Chu Diệu Dũng không? Mình có một vợ mấy con rồi. Trong cơn mưa quên, chót câu xa từ. Vì đường xa anh xin em đừng về vì đường xa.
Vì đường xa ướt mưa. Cảm giác của em hát xong bài này em thấy như sao? Thực sự là em cũng không biết nói thế nào nữa. Nó quá bị phân tâm nhiều cái yếu tố. Cứ hỏi vợ có vợ chưa thì em làm nghề gì? Thưa quý vị, trong số 20 vũ công thì có 4 vũ công đã ngồi rất là tĩnh để thưởng thức phần trình diễn của em, bởi vì em trình diễn quá đặc biệt. Cho một tràng pháo tay 16 điểm. Thưa quý vị, số điểm của ban nhạc Quyền Năng với số 5 là anh Đức Huy. Anh có chia sẻ với anh Huy. Nãy giờ là tôi ở trong một cái không gian mà hình như là chính tôi cũng không biết là đang ở đâu. Nhạc thì đi một đường mà giọng ống thì đi một nẻo. Mình hỏi thật Lâm cái này nha, là từ đầu đến cuối Lâm có biết là nhạc vang lên chưa ai phá gì hết mà Lâm đã tự đặt áp lực rồi. Hát sai đông từ đầu đến cuối, nghĩa là hát quãng 3 bên trên từ đầu đến cuối. Mọi người cười là cười trên đó. Anh ơi, Trương Trường Vũ, em mới nhận ra một điều là Phúc Lâm không hề cần ban nhạc. Cho nên chương trình ban nhạc Quyền Năng này không có liên quan gì tới Phúc Lâm. Tại vì căn bản Phúc Lâm không cần ban nhạc. Giám khảo Phi Nhung thấy sao? Em cười muốn đau bụng luôn á. À, với em hả? Tại vì Phúc Lâm đã tặng bài hát này cho em bằng trái tim thật của Phúc Lâm rồi. Bây giờ hát hay hát dở gì cũng chị cũng chấp nhận hết á. Chúc mừng em. I love you. Thank you. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cần biết số điểm của Phúc Lâm. Tổng số điểm của Phúc Lâm 59 cộng cho 16 cộng với điểm bài 1 nữa. Đây là số điểm tổng cho đến thời điểm này, 167 điểm. Và thưa quý vị, chúng ta hãy chúc mừng sự hoàn thành của Phúc Lâm với vòng thi đầy thử thách này. Cảm ơn em. Rồi ta sẽ bước chơi vơi khi người khuất xa chân trời sẽ hấp hối trong đêm mù khơi sẽ thấy bóng tôi với từng nỗi đau xanh ngời xa vắng rồi những khi bên trên đường về em thương nhớ anh âm thầm nhớ bao hẹn thề xưa em ơi nhưng chưa hề tình dâng lên đắm say vô bờ em nói bằng tiếng thơ mong chờ tiếng yêu ngày nào cho em nhớ anh tới bời nhớ bao ngọt ngào ta vun rơi đã không còn đường xưa thơm nắng môi em hồng tan nát rồi những khi hương giấc mơ.
em ơi, em thấy không? Cái bài chậm mà nâng lên như bài samba vậy đó. Có hai người cho biết lý do tại sao mình dừng lại trong cái bài Đường Xưa rất là trữ tình lãng mạn này ạ. Cái bài của bạn này đề ca rất là hay, nhưng mà cái điệu này xì lô cũng không xì lô. Nhiều khi những lúc cao trào em rất là khó nhảy nên tụi em bỏ đi vô. Tại vì khó nhảy em ơi, chứ không phải em hát dở. Cũng mừng ha. Kết quả từ giọng hát lưu trai có thuyết phục được văn nhạc quyền năng hay không? Hãy xem đây. Trời ơi, không tin được có hai con mười trong bảng điểm. Em ơi, em là thí sinh đầu tiên có đến hai điểm. Mười. Trời ơi, tự nhiên quay lại thấy 9 điểm, 10 điểm. Em muốn xỉu luôn. Tại vì không thể nào tin vào mắt mình được. Nhưng mà nói chung là vui quá. Anh Quang Trung, tối hôm nay đó, với giọng ca của em rất khỏe và em lựa rất đúng bài, em đã thuyết phục được anh. Rất là chúc mừng được em. Sắp khóc rồi đó. Sắp khóc rồi. Thuyết phục được anh rồi. Anh Phong, trưởng hội ít thao vào gội đầu. Hôm nay em thể hiện cái bài này rất là tốt. Tức là có cái sự lôi cuốn và cái giọng rất là mạnh mẽ. Nhưng mà anh cũng nhắc em là có những cái đoạn cần phải bỏ nhỏ thêm một chút xíu nữa. Là anh cho em điểm 10 để giống như là động viên em. Cảm ơn anh ạ. Hãy xem tổng số điểm của ban nhạc. 81 điểm. Wow. Cộng với Vũ Công đã tạo nên số điểm dẫn đầu 99 điểm. Cảm ơn ban nhạc nhiều ạ. Ba cái khuôn mặt dưới kìa, mắt sáng rực như sao băng kìa. Em thì em lại thích cô bé này ở chỗ là cái mái tóc của em thả làm quyến rũ lắm. Ngồi ở dưới đây khán giả mà nhìn em rất là quyến rũ, chị rất là thích. Bài Đường Xưa là một bài mà Vũ rất là thích. Đã từng hai nữ ca sĩ rất lẫy lừng cũng hát rồi, tức là chị Bảo Yến và chị Mỹ Tâm, cả hai người đều hát cái bản phối này. Và hôm nay là em hát, em không có giống Mỹ Tâm hay là cũng không có giống chị Bảo Yến, cho nên đó là một cái hay của em. Nhưng mà ở trong cái bài có cái đoạn mà cái đoạn dàn đó, và nó sẽ thấy thấp thoáng, thiệt là em không cần phải hát to như vậy, em cứ hát nhẹ nhàng mà nó chắc nhịp. Yeah. Em hát cho nó nhỏ lại thế thôi. Yeah. Bỏ tay đi quý vị. Yeah. Rồi em sẽ thấy thấp thoáng. Đó, cái đó em không cần phải, không phải mạnh dữ vậy. Mỗi một người nó có một cái kiểu riêng, cột hơi và có một cái điểm vang á. Cho nên thôi giữ cái điểm vang của em rồi sau em từ từ em luyện nha. Chúc mừng em. Yeah. Tôi vẫn thường trong bóng đêm mang nỗi buồn không biết tên. Tôi đã thầm thề mấy hẹn gió. Tôi muốn lánh xa chuyện đời, tôi muốn quên đi loài người. Tôi mơ mơ trong cuộc đời không có đàn bà. Bỗng một hôm tôi với người quen biết nhau, tôi nghĩ tình chỉ thế thôi, đâu biết lòng thầm mang niềm nhớ. Tôi muốn lánh nhưng lại tìm, tôi muốn quên nhớ càng nhiều. Tôi muốn xa nhưng lại gần, hỡi đàn bà ơi. Ôi đàn bà là những niềm đau, hỡi đàn bà là ngọc ngà trăng sao.
ôi đàn bà lại là con sao làm tim nhỏ máu. Ôi đàn bà lạnh lùng đêm qua, hay đàn bà ngọt ngào hôm nay. Ôi đàn bà là vần thơ say cùng nhạc chiều nay. Vĩnh biệt nhau thân chốt tình nơi xưa xa, tôi biết rồi em sẽ quên một kiếp buồn mình tôi sầu nhớ. Em đã đến như huyền thoại, em đã đi không một lời. Ôi thế nhân, ôi cuộc đời, hỡi đàn bà ơi. Em đã đến như huyền thoại, em đã đi không một lời. Ôi thế nhân, ôi cuộc đời, hỡi đàn bà ơi. Phúc Lâm, em có cái ao bất ngờ quá. Tại sao xử lý như vậy ạ? Thực ra thì em cảm giác cái bài hát này nó như cái sự trách móc về đàn bà. Và câu cuối em quyết định là bao nhiêu cái dồn nén của bài hát là em tống hết ra. Wow, vì cái nội tâm như vậy mình phải xử lý như vậy đúng không? Dạ. Và điều đó làm sự khác biệt với sự trình bày những phiên bản khác đúng không? Dạ. Bây giờ thì em hãy nhìn ngắm kia, những người say mê nhảy múa, trong đó có ba người ngồi xuống. Em được 17 điểm. Xin cảm ơn. Phúc Lâm cũng đã dự tính rồi, bởi vì cái dòng nhạc của Phúc Lâm thì nó cũng không dễ để cho mọi người thích được khiêu vũ. Xin mời ba vị đứng lên. Tại sao ngồi xuống? Em không thích cái cách xử lý cái khúc cuối của anh, nên vừa nghe anh hát xong câu cuối thì em đã đi vào. Xin cảm ơn. Em cảm ơn. Bây giờ điều quan trọng hơn là các thành viên ban nhạc vừa dứt nhạc đã bấm xong rồi. Xin mời số điểm ban nhạc quyền năng. Tổng số điểm của ban nhạc là 70 điểm chẳng. Cộng với số điểm của 17 là 87. Phúc Lâm lúc đầu nghĩ là phải cao hơn như thế một chút. Chúc mừng em. Em cảm ơn. Ồ, giọng em nói cũng vang mà hát cũng vang. Ban giám khảo thấy sao? Chuẩn mềm. Em biểu lộ tốt cái tâm tư tình cảm của bài hát, nhưng mà có những chữ, những cái câu em bỏ chữ bỏ câu chưa có đúng cho lắm, nhưng mà cái chất giọng em thì rất là tốt. Vũ cảm thấy là bạn hát cái bài này nó hơi bị nức nở quá, tức là mình nếu như mình kềm cái nức nở khoảng 50% thì nó sẽ rất là ổn. Là tại vì cho dù mình có hận người này, mình có giận tức đi nữa thì mình vẫn là một người đàn ông, mình không có nên bị thương quá. Khi mà mình làm nức nở quá mà mình không có chuyên về cái đó, nó sẽ làm cho cái nốt bị trên, bị phô đi. Tại vì khi mà mình gằn giọng á mà mình không biết tiết chế cái nốt, nó sẽ lúc nào cũng bị đánh hụt ấy. Em đã đến như huyền thoại, lúc nào nó cũng sẽ bị thiếu một chút xíu gì đó. Chứ chị thấy phụ nữ của chị cũng đẹp lắm mà, đâu có hận dữ gì cưng. Hay là để người mà nhiều kinh nghiệm nhất lên tiếng về cái vấn đề đàn bà được không ạ? Nhạc sĩ Đức Huy. Tại sao bạn không chọn một bài tôn vinh phụ nữ? Câu này khó. Con người không toàn thiện, ai cũng có những cái lỗi lầm, vâng, dù đàn ông hay đàn bà. Thế nhưng mà đừng quên là đàn bà đẻ ra đàn ông. Thế thì phải tôn vinh họ chứ. Anh Đức Huy, anh tuyệt vời quá. Đầu lúc đầu em nghĩ rất nhiều bài khác yêu thương phụ nữ hẳn hoi, nhưng tự dưng chợt nghĩ ra rằng là bây giờ ghét của nào trời trao của ấy, thì bây giờ mình cứ ghét đàn bà đi thì nào trời cũng sẽ trao đàn bà cho mình. Cho nên mình hát bài này để nhắc nhở mọi người là ghét của nào trời trao của ấy. Đây, một trong những người cho điểm cao nhất mà cũng là phụ nữ. Mình nghĩ rằng là bạn có thể hát cái bài này với một cái phong thái nó hận nhưng mà nó có vẻ khí phách nam nhi hơn là gào lên như vậy. Và mặc dù là chúng tôi chẳng làm lỗi gì bạn nhưng mà nghe cũng nhột lắm. Nhưng dù sao anh cũng thích một người có cá tính trong âm nhạc hay trong
kịch, trong phim vân vân, người cá tính đó sẽ làm những chuyện khác người, không giống người. Yeah. Cảm ơn Phúc Lâm. Gian dối người ơi, vì sao tình tôi chân thành bên anh đã lâu, vì sao anh tôi không hiểu vì sao. Dù biết tình yêu xưa nay vẫn có hợp tan, phải đâu đành quên bao nhiêu yêu dấu thời gian. Nhìn mưa rơi ngoài hiên, nghe tình tôi là sao triền miên, một ngày kia anh có quay về. Thì thôi ta gặp nhau làm chi, thêm bao xa xa mình thôi anh ơi tình si. Anh như áng mây trên trời và hoài xa xôi, cho dù tôi đã còn níu giữ tình anh. Đã không yêu thì thôi anh cần chi gian dối, thêm bao tránh ngang ngừng ngùng cuộc tình đầu môi. Mưa giông mặc trên ngôi sầu thêm nhà đơn côi, dù xa nhưng trong tim tôi mình anh thôi. Đã không yêu thì thôi anh gặp nhau làm chi, thêm bao xót xa mình tôi anh ơi tình si. Anh như áng mây trên trời và hoài xa xôi, cho dù tôi đã cố níu giữ tình anh. Đã không yêu thì thôi anh cần chỉ gian dối, thêm bao tránh ngang ngừng ngùng cuộc tình đầu môi. Mưa giăng mắt trên mưa sầu nhà đơn côi, dù xa nhưng trong tim tôi mình anh thấy. Em nhìn rõ coi, mình có 20 người, có ai ngồi không vậy em? Không ạ. Thế vậy em được bao nhiêu điểm? 20 điểm ạ. 20 điểm ạ. Yeah. Yeah. Xin cảm ơn các vũ công. Bây giờ chúng ta hãy xem kết quả từ các thành viên của ban nhạc quyền năng. Hãy xem đây, Hồ Biết. Có hai anh ở trong ban nhạc cho em hai con bảy. Bình thường là đi mà tập với band á thì em hay chào anh ấy lắm. Mong biết sao lần này anh cho em 7 điểm. Anh ơi, nếu em được vào vòng trong may mắn thì anh nhớ cho em một điểm 10 nhá. Em sẽ vẫn chào anh mà. Em muốn ai phát biểu về phần dự thi của em? Anh Hoàng Bách ạ. Tại sao em chọn Hoàng Bách vậy? Vì đẹp trai à? Anh Hoàng Bách rất là thân thiện, anh ấy luôn giúp đỡ tụi em rất là nhiều. Nói vậy các nhạc sĩ kia giận sao? Dạ không ạ. Xem cười không vậy? Cho Hoàng Bách một tràng pháo tay cơ quý vị. Xúc động, rất xúc động. Ở nhà thì cũng có phụ nữ đẹp, nhưng mà phụ nữ đẹp ít khi khen mình kiểu này. Nhiên khen gái đấy mắc cỡ. Anh cảm ơn em, nhưng mà thôi mình đi vào thẳng với chuyên môn nhá. Đầu tiên là hôm nay em rất là đẹp. Thứ hai là em làm hôm nay rất là tròn trịa. Em làm cho mọi người bốc lửa lên. Thì nói chung là em làm tốt thôi. Dạ vâng, dạ em cảm ơn anh. Anh cho em 8 điểm tại vì ngay lúc đầu thì rất là cảm xúc đi với ban nhạc mà. Nhưng mà tới khúc giữa cái em bay đi đâu tới buông ban nhạc theo khán giả không sao. Cái điều đó chấp nhận được khi mà cái sự feeling của nó cuốn hút quá. Bây giờ em xem tổng số điểm của ban nhạc quyền năng. 73 điểm. Wow. Khi mà em quay ngược lại thì em thấy canh chị ban nhạc đã cho em là tổng số điểm là 73 điểm. Lúc đấy em cũng hơi thất vọng, mình nghĩ thôi chết rồi, 73 điểm thì chắc là đi về rồi. Và như vậy 20 điểm của 20 vũ công, kết quả của em là 93 điểm, dẫn đầu. Bởi vì em cũng là người đầu tiên. Chia sẻ từ ban giám khảo ạ. Quý vị thấy là vũ công người ta nhảy rất là say mê, và cộng với giọng hát, dốc dáng của em cùng với sự hòa âm của ban nhạc cũng như âm thanh, thì đó là một cái sự mở đầu rất là tốt. Và anh nghĩ là em đã hoàn thành tốt cái công việc của em. Dạ vâng, em xin cảm ơn anh Mạnh Quỳnh ạ. Giám khảo Phi Nhung. Chị khen em hôm nay là
make up rất đẹp nè, tóc cũng làm đẹp nè, bộ trang phục em chọn quá tuyệt vời luôn. Nói chung là hôm nay em rất là xuất sắc. Chúc mừng em. Cảm ơn chị Phi Nhung rất nhiều. Xin mời giám khảo Dương Triệu Vũ ạ. Hôm nay em làm toàn thể, có những chỗ nó cũng chưa có được hoàn hảo. Thì coi như hôm nay là em gửi đến khán giả một màn giải trí đi, trước khi em chuẩn bị để mà công kích bằng một cái gì đó nặng đô hơn. Dạ vâng ạ. Chúc mừng Hà Thúy Anh, người đầu tiên của chúng ta. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Lina Nguyễn. Những anh em, bạn bè, đồng nghiệp thường đánh giá Lina Nguyễn rất là khó tính. Nhưng thực sự không phải vậy. Đó là tính chất chỉnh chu và rất là cầu toàn trong nghề của Lina. Và mình luôn ước ao được cháy hết mình trong một sân khấu hoành tráng và những ban nhạc đẳng cấp. Và mình tin mình sẽ là một nhân tố của ban nhạc quyền năng lần này. Yeah! Nếu em thiếu anh trên đời, hẳn là thương nhớ biết bao nhiêu sợ. Nếu vắng anh một ngày là một ngày chẳng vui. Thành viên ban nhạc không đồng ý. Nhiều ít. 2, 3 xoay. Không ai bấm hết. Tại sao? Cái ông Thanh ở trên kia kìa, cao nhất đi kìa. Tại sao không bấm? Đánh suốt rồi, đánh lâu rảnh rồi ra bấm được. Một lý do đơn giản. Hai cái tay cầm hai cái dùi, không có ngưng được nhịp nào làm sao mà bấm. Cái ông piano này nè, ông muốn bấm lúc nào ông bấm. Chơi một tay, bấm một tay cũng được. Tại sao? Chung là hát rất là hay, bốc quá, không bấm được. Anh Huy, tại sao ôm cái đàn mà trìu mến, thân thương, ấm áp quá vậy? Tôi nghĩ là toàn ban nhạc không bấm là bởi vì chắc là họ đã có một chút cái cảm tưởng là tìm được cái người ca sĩ cho ban nhạc đấy. Đúng không ạ? À?
Cảm ơn anh Đức Huy. Riêng tôi thì tôi thích cái phong cách hát tự nhiên, giọng hát khỏe, đúng nhịp. Rồi, ban nhạc Quyền Năng mời đồng ý. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn ban nhạc Quyền Năng. Nghe đây, những lời chê thậm tệ từ ban giám khảo, xin mời. Giám khảo khó tính Phi Nhung. Chị đồng ý là anh Đức Huy, mái tóc của em rất là dễ thương nè, quyến rũ nè, phong cách trên sân khấu em trình diễn rất là hay, thời trang mặc của em cũng rất là đẹp. Nói chung là chị chúc mừng ban nhạc, em quá tuyệt vời, không có gì để nói hết. Cảm ơn chị. Thật sự Lina Nguyễn cũng rất là vui. Anh biết là em chọn áo này là có lý do hết á. Mỗi khi mà em lắc lư như thế này là giống như là thôi miên mấy ảnh gì đó. Cũng may là không đánh lạc nhịp đó. Chúc mừng em. Thật sự Lina Nguyễn rất là bất ngờ khi được ban nhạc Việt Nam chọn thẳng vào vòng trong. Chợt thấy nhớ hoa thường vi, bàn tay ngắt hoa từ phố nọ, giờ đây đã quên vườn xưa. Một hôm bước qua thành phố lạ, thành phố đã đi ngủ chưa. Đời ta có khi lao lao cò, ngồi hát ca rất tự do. Nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà về những phố xưa tôi về. Ngày xuân bước chân người rất nhẹ, mùa xuân đã qua bao giờ. Nhiều đêm thấy ta là thác đổ, tình ra có khi còn nghe. Một hôm bước chân về giữa chợ, chợt thấy vui như trẻ thơ. Đời ta có khi là đốn lửa, một hôm nhóm trong vườn khuya. Vườn khuya đã hoa nào mới nở, đời ta có ai vừa qua. Nhiều khi thấy trăm nghìn nấm mộ, tôi thấy quanh đây hồ như. Đời ta biết bao nhiêu mới lạ, tôi đã sống rất ở. Lòng tôi có đôi lần khép cửa, rồi bên vết thương tôi vui. Và em đã mang lời khấn nhỏ, bảo tôi đứng bên đời. Xin chúc mừng Phúc Lâm với Đêm thấy ta là thác đổ. Chỉ có một phía bên tay phải có một con nai, không còn múa hát trong rừng nữa mà ngồi xuống. Em được 19 điểm. Xin được hỏi con nai, tại sao nai không nhảy mà nai ngồi? Dạ thì hôm nay em thấy anh hát không cảm xúc như mấy lần thi trước nên em đi vô. Xin cảm ơn em. Thưa quý vị, kết quả số điểm từ các thành viên ban nhạc Quyền Năng. Xin được hỏi anh Thảo Viu Long ạ. Chúc mừng Lâm đã hoàn thành tốt cái phần thi của mình. Nó cao trào, nó mãnh liệt. Anh nhìn thấy được phần đó. Và anh cho Phúc Lâm 9 điểm. Xin mời Minh Kha. Cái ca khúc này em hát hôm nay anh chưa thấy giống như là cái tựa bài hát Ta là thác đổ. Anh cần thấy cái bức hồn, nó cái một cái cảm xúc thêm
thêm cái cảm xúc nữa. Xin cảm ơn Minh Kha. Thưa quý vị, tổng số điểm của thí sinh Phúc Lâm từ Ban Nhạc Quyền Năng 73 điểm cộng với 19 điểm. Tổng số điểm của bạn là 92 điểm. Chúc mừng. Chúng ta sẽ nghe ban giám khảo nhận xét ạ. Xin mời giám khảo Mạnh Quỳnh. Giọng hát em hôm nay vẫn ngọt ngào. Tuy nhiên anh vẫn thấy chưa có đủ sức truyền cảm của một cái bài nổi tiếng như thế này. Anh mong rằng là em sẽ có thể làm hay hơn được nữa trong cái lần sau. Xin mời sự chia sẻ từ giám khảo Phi Nhung. Trong mắt của Phi Nhung thì lúc nào cũng thích em cái cách trình diễn trên sân khấu, từ quần áo cho tới khuôn mặt rất là đẹp. Và còn hôm nay thì em diễn cũng ok, hát cũng ngọt ngào. Những cái câu đầu tiên vô em nhả chữ, chị Nhung thích hát giống như nói vậy đó. Chúc mừng em. Xin cảm ơn các thành viên ban giám khảo. Thưa quý vị, và bây giờ thì bài hát thứ hai Phúc Lâm sẽ được đề nghị là ca khúc nào? Chúng ta chờ xem nha. Xin mời nhạc sĩ Đức Huy. Chúng tôi có đề nghị yêu cầu bạn hát một bài mang tên Đường Xa Ướt Mưa. Chết bạn đó. Xin mời Phi Nhung. Cái bài hát này nè, em tặng cho chị nha. Dạ vâng, em sẽ hát tặng riêng cho chị Phi Nhung bài hát Đường Xa Ướt Mưa. Cảm ơn. Và thí sinh chúng ta sẽ quay lại trong chốc lát nữa. Xin được chúc mừng Phúc Lâm. Em, Nhã Phượng, em hãy quay lại nhìn người đẹp nhất ban nhạc là ai đố em á? Anh tên Thanh Thảo á. Anh Thảo, anh bấm đầu tiên là tại sao? Cái bài này không cần kéo violon cũng được, anh rảnh quá mà phải không? Người thứ hai bấm, người rất nhiều tóc trước đây. Nhạc sĩ Minh Khang, tại sao bấm? Cái giọng quảng của em trung và cao, tuyệt đẹp, hát rất tình cảm, ngọt ngào. Nhưng chỉ có một điều, một chỗ là những cái nốt quảng thấp của em rất là xấu. Mình gặp nhau chỉ một cái nốt đó thôi. Phượng cũng thấy là cũng đúng. Nên là Phượng cố gắng khắc phục bản thân mình nhiều hơn. Tôi muốn em hát lại một bài khác, thử cái nốt thấp coi nó có được hay không. Xin cảm ơn đại diện ban nhạc. Xin mời giám khảo Dương Triệu Vũ nhận xét về áo dài của thí sinh cũng được, hay là về chuyên môn cũng sao? Anh nói chính xác luôn đó, tại vì em ngồi với hai người mà chuyên về cái dòng nhạc này nên em không dám nói quá nhiều về chuyên môn. Nhưng mà hôm nay là bạn Nhã Phượng nhìn rất là xinh xắn ở trong cái bộ áo dài màu tím hồng nhạt. Rồi em xong, chị Phi Nhung. Chị giúp em, chị phê bình về chuyên môn giùm em đi. Nhất là bài này là bài em đã nghe chị hát nhiều lần rồi. Chị biết, nhưng mà cho chị nhường cho anh Mạnh Quỳnh đi. Ủa sao tại nhường hoài vậy ba? Không. Cho một tràng pháo tay bằng giám khảo rất là tình thương mến thương. Xin mời nhường nữa. Giám khảo Mạnh Quỳnh. Cái giọng của em rất là ngọt. Anh thích cái giọng cái kiểu hơi này Nam Bộ như vậy đó. Dạ, em cảm ơn anh. Bây giờ Nhung muốn đề nghị Nhã Phượng hát bài hát thứ hai đi. Phải đề nghị một bài gì đó thử sức. Nhã Phượng cho em giọng chọn đi. Giọng quá ngọt rồi đó, không để chị chọn cho. Thôi em chọn đi. Không để chị chọn. Thôi bánh tù tì đi, ai chọn? Để chị chọn. Không, chị chọn thật là chính xác. Chính xác nha. Phụ nữ của mình phải bảo vệ với nhau ha. Giọng quá ngọt luôn. Ngọt lắm. Rất là thích. Nhưng mà bây giờ để Phi Nhung chọn để chứng minh cho ban nhạc thấy là giọng của em rất là hay, rất là ngọt ngào. Em sẽ là ca sĩ chính của ban nhạc. Chị chọn cho em Ru Lại Câu Hò. Ru Lại Câu Hò, đó là bài hát thứ hai mà bạn có thời gian chuẩn bị để quay lại. Chúc mừng Nhã Phượng. Yeah. Cảm ơn chị. Sao anh Huy buồn quá vậy anh Huy? Anh nhìn có vẻ giống như anh thù em lắm vậy. Đâu có, tôi đang lắng nghe. Tôi đang lắng nghe và tôi tưởng tượng là giọng cô sẽ như thế nào trong cái bài. Không, anh tin em đi. Lần này được. Vâng. Cố lên nha, Nhã Phượng nha. Dạ, cảm ơn chị. Anh yêu em yêu thật chân tình, cớ sao em lừa dối? Ánh mắt xa xăm luôn mơ về chốn nào, thế mà sao em còn vu vơ hoài? Yeah, có nói cũng thế, có trôi cũng thôi, thôi không yêu nữa, quan tâm làm chi em ơi? Em về đi, thôi rồi không còn gì trong tim anh giờ đây, biết sẽ buồn bay. Rồi tình yêu
nhiều. Có nói cũng thế, có chối cũng thôi, tôi không yêu nữa, quanh quanh làm chi em ơi. Em về đi, thôi rồi không còn chi, trong tim anh giờ đây biết sẽ vụt bay. Tình xưa đã chết, đã hết rồi tình yêu. Em về đi, không buồn không giận đâu, không yêu nhau thì thôi. Xin tình người ơi, khi yêu đừng nên dối trá, trở nên vu vơ. Everybody, em về đi, thôi rồi không còn chi. Trong tim anh giờ đây biết sẽ vụt bay. Tình xưa đã chết, đã hết rồi tình yêu. Em về đi, không buồn không giận đâu, không yêu nhau thì thôi. Xin tình người ơi, khi yêu đừng nên dối trá, trở nên vu vơ. Em cảm thấy bài hát của mình như thế nào? Nói chung là em hát được hết bài là em mừng. Yeah. Tại sao em lại nói như vậy? Cái bài này đâu có khó lắm đâu. Yeah, nhưng mà tại vì em bị tâm lý rung lắm nên là khi mà em lên là em bắt đầu quên hết lời. Nhưng mà tự nhiên cái em nhớ được lời thì em mừng lắm. Em nghĩ là em có bao nhiêu dấu X? Dạ chắc nhiều lắm. Đằng sau quay. Dạ ít hơn 8. 5. Trước khi lên sân khấu mình đã dự đoán là mình sẽ tới 8 nhà công bấm không chọn mình. Minh Kha, tại sao bạn là người bấm đầu tiên? Bài này nó cần phải thể lực rất là nhiều. Tại vì em vừa hát em vừa nhảy mà em phải cần phải có sức khỏe và cái giọng em phải tốt em mới điều khiển được cái giọng của em. Dạ. Nên khi sau có phần giải đấu rồi em đầu tục và đi luôn, đi xa lắm. Đi về lên xa lắm. Ok. Tiếp tiếp anh bấm em. Có những cái đoạn bạn lấy hơi không kịp và có thể là lúc đó bạn mãi nhảy cho nên là nó bị hụt với lại nhịp của ban nhạc và tôi hoàn toàn đồng ý với lại cái số X ở đây. Chương trình này là lần đầu tiên Lộc thử nghiệm bản thân mình với cái việc ca hát trước tất cả khán giả và còn là ca hát với ban nhạc. Anh Mạnh Quỳnh, anh thấy làm sao? Anh thấy thì em có giọng thì cũng tốt đó, nhưng mà anh thấy giống như là Minh Kha nói là càng về sau em càng tụt xuống rồi nó đi đâu luôn à. Theo chị thì giọng em dễ thương hay, nhưng mà ở đây em bị có một cái là em bị lo ra. Giọng dễ thương là sao? Một giọng... hai dở chứ dễ thương là sao? Không dễ thương còn hay là ôi, khác. Chẳng lẽ nói gì? Trời, em có một giọng hát rất là trừu tượng luôn á. Không, thì giọng rất là hay, dễ thương đối với chị. Hồi nãy lúc mà đầu em mới bước ra đó, cho dù anh thấy là cái cơ thể em nó lớn anh, nhưng mà em lại rất là uyển chuyển và cái nhịp nhàng của em lúc mà em lắc, em nhảy rất là đẹp. Và Vũ rất là thích thú với lại cái tiết mục của em. Nhưng mà từ khi mà em bước, từ trên đó em bước xuống, hát bị lệch nhịp, rồi không đúng nốt. Tiếc cho em là em chỉ cần một người nữa chấp nhận thôi là em có thể hát được trong vòng thứ hai rồi. Một lần nữa thôi. Giọng rất là tiếc luôn. Giọng tốt. Lộc xem đây là một cái sự trải nghiệm đầu tiên của mình. Và không những vậy mình còn được tặng quà nữa. Và món quà này sẽ là một trong những dụng cụ mà Lộc sẽ dùng nó để giảm cân, để phục vụ cho sự nghiệp của bản thân. 3, 4, đục dậy. Em về. Thank you, my man. 2, 3, 4, đục dậy. Cảm ơn. Xin lỗi. Cho một tràng pháo tay. Mang trang ra. Cái lưỡi nó đang liếm cái lỗ tai em á. Anh báo hết cho em biết rồi đó. Sau đó nó vòng qua cái cổ em, nó nằm ít nhìn anh. Trời ơi. Vỗ tay mạnh lên. Mua đi. Diễn với con Trăng, thể hiện tình cảm người yêu của mình nè. Bóng tôi khi nằm lắng nghe tiếng đêm.
trong bóng đêm, nên trong bóng đêm soi vào tim em, nhìn xa xuyên đang ngủ quên. Đừng xa em đêm nay, hãy nói anh sẽ ở đây, đừng để em một mình nơi chốn này. Vòng tay em cô đơn đêm khuya vắng nghe buồn hơn, còn tim em khát khao yêu thương. Đừng xa em đêm nay, hãy nói anh sẽ ở đây, đừng để em nơi chốn này. Hãy ôm em trong tay, cho em biết anh cần em, và hãy nói anh vẫn yêu em. Vòng tay em trong tay, cho em biết anh cần em, và hãy nói anh rất yêu. Xin mời giám khảo Mạnh Quỳnh. Em chọn Phúc Lâm. Tại sao? Tại vì Phúc Lâm diễn với con Trăng rất là tình tứ. Thậm chí phần cuối còn hết chương trình còn kiss Trăng chút xíu nữa. Em cũng có hôn Trăng mà còn son nè. Dạ con em là từ lúc mà được mang vô đến giờ em chưa biết mặt mũi nó ra sao hết á. Giám khảo Dương Kiều Vũ cho ai? Vũ nghĩ là người mà tình tứ và kiểu như là say đắm con Trăng này nhất là chắc là Phúc Lâm rồi đó. Hôn gần 15 lần. Quay lại hôn cho ban nhạc thấy. Xây lại cho ban nhạc coi, ban nhạc chưa có thấy. Anh ơi, con chăn nó trở xuống rồi. Anh ơi, con chăn nó trở xuống rồi. Em không có đỡ nó lên được đâu. Trời ơi, ê, sao con chăn này nó hay bò xuống vậy nè? Em không biết nữa. Gớm mà, em chơi luôn con này đi em ha. Dạ, cảm ơn em. Em thì em thấy Phúc Lâm này biến thái quá, chị thích chưa? Hà Thúy Anh à, ôi cho Hà Thúy Anh đi. Còn bé Hồng Gấm thì nó lì quá rồi thôi. Bây giờ ba người tự thống nhất đi. Thì hai người đã cho rồi thì là đã thắng rồi chứ còn gì nữa. Thì tôi làm bộ tôi hỏi chứ tôi cũng biết rồi mà. Vậy đi ông Phúc Lâm này, ghê quá. 10 điểm từ thử thách tập thể, cho một tràng pháo tay. Nam Vương Trăng, chúc mừng em. Xin mời ba giám khảo lên sân khấu. Không, em không có lên. Điên rồi sao? Lên thì mọi người mang một con trăng. Em rợn hết tóc gáy rồi nè. Em cảm ơn rất nhiều. Em cảm xin ơn. Xin mời giám khảo Mạnh Quỳnh lên trải nghiệm. Vỗ tay mạnh lên. Thưa quý vị và các bạn, tâm lý là quan trọng. Người ca sĩ đôi khi phải diễn những trích đoạn, những vở tuồng mà phải có con vật. Thì như thế, nếu bạn sợ hãi thì khán giả làm sao thưởng thức được. Cho nên điều này rất là quan trọng để chúng ta có như hành trang về sau với những vở dàn dựng thật công phu, thật hấp dẫn, thật tuyệt vời. Bây giờ phần múa bụng xin được phép bắt đầu. Xin cảm ơn anh Mạnh Quỳnh. Xin cảm ơn. Trăng qua hàng cây, đừng xa em đêm nay, đêm rất dài. Vòng tay em cô đơn, đêm khuya vắng nghe buồn hơn. Con tim em khát khao yêu thương. Đừng xa em đêm nay, hãy nói em sẽ ở đây. Đừng để một mình anh nơi chốn này. Hãy ôm anh trong tay, cho anh biết em cần anh, và hãy nói em vẫn yêu anh. Giọt nước mắt nào đổ trong bóng tối,
khi nằm lắng nghe tiếng đêm, lắng nghe tiếng đêm dù em giấc ngủ yên. Đời anh vắng lành và em đã đến như ngọn nến trong bóng đêm, nến trong bóng đêm rồi vào tim em những sao xuyên tân quên. Đường xa em đêm nay khi ánh trăng qua hàng cây, đường xa em đêm nay đêm rất dài. Hãy yêu em đêm nay cho anh biết hết ngày mai. Đừng xa em, đừng xa em đêm nay. Đừng xa em, đừng xa em đêm nay. Đừng xa em, đừng xa em đêm nay. Thưa quý vị, đây là kịch trong kịch. Trên sân khấu nhỏ, hai chàng trai không muốn xa người anh trai của mình. Trên kia, một chuyện tình khác của hai chàng trai cũng không muốn xa nhau. Mà có lẽ đây là một kỷ niệm đẹp đối với nhạc sĩ Đức Huy trong cuộc đời. Chưa bao giờ bài song ca này lại được có một bố cục lạ như thế. Thưa quý vị, và chuyện vì đến sẽ đến. Xin mời giám khảo Mạnh Quỳnh. Quỳnh cảm giác như cái tim mình nó muốn rớt ra vậy đó. Nhất là thấy những hình ảnh hai bạn song ca với nhau thế này sẽ không bao giờ tái diễn lại lần thứ hai. Sự trình bày của hai bạn vừa rồi thì Mạnh Quỳnh xin đặt niềm tin vào Hoàng Nghĩa. Chúc mừng một phiếu từ giám khảo Mạnh Quỳnh. Xin mời Dương Triệu Vũ. Bây giờ phải rơi vào cái tình trạng mà một trong hai người phải ra đi thì làm cho Vũ cảm thấy rất là khó xử. Vũ sẽ tặng cho Thành phiếu. Ok. Trời ơi, Phi Nhung phải đứng giữa con đường lựa chọn, sẽ chọn Hoàng Nghĩa hay Thành tiếp nối chương trình. Hãy nói đi Nhung, dù tan nát cõi lòng. Với Phi Nhung thì Nhung đều yêu mến cả hai bạn luôn. Bạn nào cũng có một cái sự đặc biệt riêng hết. Nhung à, Nhung chọn cái giọng mạnh mẽ, Nhung chọn Hoàng Nghĩa. Hoàng Nghĩa, chúc mừng. Hi, chào mọi người. Tên của mình là Minh Tài và thần tượng của mình là Lâm Chấn Khang. Và mình có nickname được gọi là Huy Khang. Và hôm nay mình rất là vui khi đến với chương trình Ban Nhạc Quyền Năng để dự thi. Mình mang ca khúc của thần tượng mình đến đây để dự thi và rất mong được cô chú, anh chị và các bạn yêu mến. Đêm nay một mình nhấp chén say tình, thời gian cho thật nhanh đã qua thời xuân xanh. Nhìn lại những gì vàng mà lòng ngập tràn bao xót xa. Cứ mãi đi tìm một bước cho riêng mình, mà sao tôi tìm hoài không thấy. Cứ đam mê tình ai, cứ yêu trong mù quáng, để giờ đây tôi khóc cho riêng mình. Một nửa tình yêu của tôi bây giờ nơi đâu? Có phải chăng duyên số chưa đến tìm? Nhói tim đầu khi nhìn lại những quá khứ mà tôi mang cho bao người con gái. Rằng mình tình dân, hôm nay tôi biết mình đã sai. Màu đất sau ai cũng sẽ trở về, thì đừng gieo cho nhau những điều nghiệt oan. Hãy sống thật tâm, hãy yêu thật lòng. Đừng cố tìm kiếm những thứ hư không để đổi lấy nỗi đau cho đời nhau. Một
Nửa tình yêu của tôi bây giờ nơi đâu? Có phải chăng duyên số chưa đến tìm? Nhói tim đầu khi nhìn lại những quá khứ mà tôi mang cho bao người con gái. Giật mình tỉnh giấc hôm nay tôi biết mình đã sai. Một đất sau ai cũng sẽ trở về. Yeah, thì đừng giữ cho những điều nghi toan. Hãy sống thật tâm, hãy yêu thật lòng. Đừng cố tìm kiếm những thứ hư không để đổi lấy nỗi đau cho đời nhau. Xin chúc mừng phần dự thi của thí sinh Lê Minh Tài và ca khúc Đi Tìm Một Nửa. Lần đầu tiên Khanh mới thấy một tiết mục mà tất cả mọi người phải đứng lên. Tài ơi, Tài có biết tại sao không? Tại cô chú ban nhạc bấm. Tại sao không quay lại mà biết? Nghe không có tiếng đờn. Nghe không có tiếng đờn mà khúc cuối là toàn vỗ tay giữ nhịp phải không? Thôi bây giờ mình quay trở lại xem coi có phải là như vậy không nha. 1, 2, 3. Anh thích em bởi vì em làm cái việc gì em làm cho xong. Em làm cho em không có bỏ việc chừng. Cái tính đó là cái tính một người chuẩn bị mà làm ca sĩ bắt buộc phải có. Em tài hát anh rượt theo đó hỏi mệt quá anh hát không nổi. Để anh bỏ vui để cho em hát được say mê hơn nữa. Dạ cảm ơn anh Thanh. Khi mình tập mình rất là ok, ra sân khấu hát hơi bị run xíu, hát chật lắc râu. Thì hôm nay em có thể vì một cái lý do gì đó em bị trật nhịp tùm lum tùm la, nhưng mà em giữ vững được cái tinh thần và em làm cho mọi người cảm nhận được cái điều đáng yêu và cái điều dễ thương của em. Em đã để lại một cái ấn tượng trong lòng của anh và anh Thanh. Được đứng trên sân khấu lớn như thế này thì rất là sướng. Tại từ trước tới giờ con chưa được đứng trên sân khấu lớn như thế này. Thì đó là cũng một sự rất vinh dự cho con. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy xem đó là một cái kỷ niệm rất là đẹp. Và đến với chương trình, bạn có một món quà. Món quà đến từ ban nhạc, xin mời ban nhạc. Đừng có cầu hôn nha. Anh tặng em đây là quả cầu pha lê. Bởi vì anh nhìn sâu ở trong cái phần trình diễn của em, cái phần đối đáp của em, thì anh thấy em có một cái tâm hồn rất là thuần khiết và yêu âm nhạc đến cái mức mà anh có lẽ là anh phải học ở em điều đó. Luôn luôn trong suốt như vậy. Niềm thân anh gắn bó thắm thiết bền lâu. Được món quà của ban nhạc gửi tặng rất là xinh. Cảm ơn cô chú ban nhạc rất là nhiều. Mình hứa mình sẽ về mình tập nhạc để mùa sau mình quay lại với chương trình này tiếp. Hẹn gặp lại mọi người mùa sau. Xin kính chào tất cả quý vị. Em tên là Đinh Trường. Năm nay em 21 tuổi. Niềm đam mê lớn nhất của em đó là ca hát. Ngoài ca hát ra em còn có một số tài lẻ đó là chơi đàn piano, guitar và sáng tác. Em sẽ hát tặng mọi người một đoạn ngắn trong bài hát của em sáng tác. Tiếng yêu đó sẽ mãi thành lời. Nếu như ta yêu nhau trọn đời, mình cùng nắm tay nhau đi chung trên hết con đường đời. Em ơi, nhớ nhé. Em hy vọng là ban nhạc Quyền Năng sẽ đánh giá cao bài hát của em. Chào nhau thôi rồi vĩnh biệt người ơi. Ngày buồn đã tới, nay giây phút tôi xa người. Tình đã ua nhau, mình đã thôi nhau. Từ đây biết rồi đời tôi sẽ đi về đâu. Nẻo đường năm xưa giờ vắng lạnh chiều mưa. Lời nào đã hứa còn lưu giữ chi thêm thừa. Người thương ai rồi, người hết thương tôi. Người đâu biết rằng lòng này tan nát tơi bời. Yêu
qua bao tháng ngày bơ vơ chốn này, em vui với ai rồi mà tôi đâu có hay. Oan khiến cho tôi là khi đã yêu em rồi, cuộc đời tôi bây giờ đây đổi lấy đơn côi. Thôi em hãy cười yên vui với người, riêng tôi sẽ tự tìm một nơi chốn cõi đời. Đường tình ta đi là đi vào biệt ly, chẳng hề nghĩa lý vì đâu có yêu thương gì. Người đi qua rồi, người đã quên tôi, bỏ tôi đứng lại lầm lạc phương hướng trong Trường với ca khúc Đoạn Tuyệt. Trường ơi, tại sao mà một gương mặt quá trẻ mà một giọng hát quá từng trải? Hết hồn không? Dạ hú hồn luôn. Trường ơi, bạn có thể tiết lộ số tuổi của bạn được không? Em tên là Đinh Trường, năm nay em 21 tuổi. Giọng hát của bạn quá hay, ngồi trong mà đúng thiệt là không thể nào mà đợi hết bài mới đi ra được. 1, 2, 3 quay lại nha. 1, 2, 3. Không một dấu chéo nào xuất hiện, xin chúc mừng bạn. Và bây giờ chúng ta cùng hỏi thành viên đang loay hoay ở phía trên, xin mời anh Minh Kha. Anh không ấm bởi vì thấy trong dứt giọng của Trường rất là lạ, còn rất là thô sơ và rất nó có được một mạc gì trong đó. Dạ em cảm ơn anh Kha. Cái thần sắc của em lên sau anh thấy em rất là tỉnh táo, em xử lý những cái nhỏ nhỏ em coi như em đối phó hết được hết. Dạ cảm ơn anh Thanh Tân ạ. À. Dạ. Em có cái chất giọng khào, giọng bass khào mà em xử lý giọng bass khào em vào rồi dòng bolero rất là lạ. Anh em ban nhạc chúng tôi sẽ xào nấu cái giọng bạn lên một món ăn đặc sản. Cảm ơn ban nhạc ạ. À. Bây giờ chúng ta cùng nghe những đánh giá của ban giám khảo. Dạ con xin mời cô Phương Dung trước ạ. Mộc mạc, chân chất, có cái nét riêng của mình. Trong tương lai em sẽ nổi tiếng. Nếu mà em đi theo cái dòng nhạc này mà lúc nãy mà em hát mà em diễn tả bằng đôi mắt của em diễn tả bằng cái tâm hồn của em, trời ơi khỏi phải nói luôn là dưới đây sẽ chết vì em luôn. Cái diễn xuất của em á nó chưa có tròn, tại vì cái bài phối hay, em hát rất là ngọt ngào, rất là hay, nhưng mà nó còn trên gương mặt nữa em, cái gương mặt em nó bình thường lắm. Với lại cái vòng đầu tiên á, những người mà quyết định là đứng phía sau, cho nên là Khanh tin rằng những vòng sau những người bạn phải thuyết phục là ở phía trước, thì những vòng sau mình phải dùng cái đôi mắt nhiều hơn nha. Dạ. Em mới diễn xuất nhiều hơn, cái đó là chị nói thật đó. Dạ em cảm ơn chị Phi Nhung. Cảm ơn ba vị giám khảo rất là nhiều. Và một lần nữa chúc mừng đến Trường với phần dự thi rất xuất sắc. Em xin cảm ơn chị Phi Nhung đã chỉ em cách biểu diễn thần thái trên sân khấu. Thì chắc là em sẽ học hỏi thêm để mà khi mà vào vòng trong thì em sẽ cố gắng để làm cho chị hài lòng ạ. Lạc mất nhau ngày mai,
còn mãi khung trời đó mình gặp nhau lúc đầu ngày tháng thơ mộng đó cùng niềm vui nỗi sầu sẽ ghi lại biết bao điều để nhớ một thời ta đã trong nỗi nhớ cho đến bao giờ mình mãi quên ngày xưa thì hôm nay đã chết chờ nhau sẽ về mùa xuân này đã chết vắng phai náo nề để lại bao hối tiếc vì khóc tên người gọi Đăng Nguyên xin kính chào toàn thể quý vị. Đêm nay Đăng Nguyên sẽ dự thi một tuyệt phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương, ca khúc Đêm Đông. Tuyệt phẩm này được ra đời vào mùa đông năm 1939, khi nhạc sĩ là nhân vật chính trong câu chuyện của mình đang ở một nơi đất khách và không có đủ tiền để mua vé tàu về đoàn tụ với gia đình trong đêm giao thừa. Nỗi nhớ nhà và sự đồng cảm với những thân phận tha phương như mình đã được tác giả đưa vào Đêm Đông. Và với tài năng thiên bẩm, Đêm Đông đó đã trở nên bất hủ. Bây giờ đây là Đêm Đông với phần dự thi của Đăng Nguyên và sự hỗ trợ từ ban nhạc. Chiều chưa đi, màn đêm rơi xuống một ca khúc rất tuyệt vời. Bây giờ chúng ta cùng xem ban nhạc cho bạn bao nhiêu điểm nhé. Xin mời. Xin mời anh Tấn Phong ạ. Hôm nay em hát không bằng mấy bữa trước. Chắc nhiều khi do tâm lý. Cái khúc đầu có một hai chỗ nó chưa được hay lắm. Cảm ơn anh Phong ạ. Xin mời anh Khoa ạ. Đúng ra là em điểm hôm nay em rất là cao đó chứ. Đoạn đầu tự nhiên rớt cái chỗ không đáng rớt. Anh thì hơi tiếc. Nhưng mà anh thấy bài này có nhiều đoạn nó cũng căng quá. Hơi khó cho em thì anh khuyến khích em một điểm. Anh cũng hy vọng là em sẽ cố gắng hơn. Cảm ơn anh Khoa ạ. Chúng ta cùng nghe ý kiến của nhạc trưởng Bình Khang. Thực sự tuần này là em hát khớp, nhưng mà phải cộng cho em một cái điểm nữa là em đã lên tới nốt xí. Khó lắm, cái nốt này khó lắm. Điểm chính đó. Không là... Các anh ban nhạc em đã du di cái phần nhịp chệch chặt tí xíu. Thì mong em lát nữa nếu mà có hát thể lại thử thách thì em sẽ làm hết sức cho anh vô thở lỏng ra. Cảm ơn những chia sẻ của ban nhạc. Không sao Đăng Nguyên, đây chỉ là phần dự thi đầu tiên của bạn trong đêm nay. Bây giờ hãy cùng xem tổng số điểm của Đăng Nguyên hiện tại là 76 điểm. Đăng Nguyên là một nhân tố mà cô rất thích trong chương trình ban nhạc Quyền Năng. Giọng rất tốt. Nãy tôi rình nha. Chiều chưa đi màn đêm rơi xuống là đúng y như của ông Nguyễn Văn Thương. Rơi là nó xuống liền, đúng y như vậy. Rất tuyệt vời, cố gắng lên tại vì mình còn một phần thử thách nữa Nguyên. Dạ vâng. Hồi nãy có thể ban nhạc không có thấy được cái sắc thái của Nguyên khi mà hát ngay cái đoạn mà bị chệch choạng về nhịp. Nhưng mà theo Vũ ngồi ở dưới đây Vũ quan sát thì ở trên sắc mặt của Nguyên không có cho thấy một cái sự lúng túng nào, hoặc là cho thấy là mình đang phải tìm cái nhịp để mà vô lại cho đúng. Rất bản lĩnh. Rất bản lĩnh. Cho nên đó là lý do tại sao mà trong cái đoạn cuối
Vũ biết là bạn bị sai nhịp nhưng mà Vũ vẫn đứng lên, Vũ vỗ tay. Cảm ơn mời giám khảo ạ. Bây giờ ca khúc thử thách của ban nhạc dành cho bạn là ca khúc Con Gái. Bạn sẽ lưu vào trong và chuẩn bị cho phần thử thách này nhé. Xin chào tất cả mọi người, mình là Văn Quốc Hải. Trước kia mình đã có thời gian dài hoạt động trong lĩnh vực ca sĩ cũng như là diễn viên. Những năm gần đây thì mình không còn hoạt động nghệ thuật nữa bởi vì mình tập trung vào kinh doanh. Đến với ban nhạc Quyền Năng lần này, mình chỉ có một mục đích duy nhất, đó là muốn được thể hiện mình để tìm lại cảm xúc của mình vào những năm trước khi mình còn hoạt động nghệ thuật. Nếu may mắn được các anh ban nhạc chọn thì đó là niềm hạnh phúc đối với mình. Em yêu thật chân tình, cớ vì sao em lừa dối? Anh mất xa xăm luôn mơ về chốn nào. Nếu còn yêu, đừng cần vu vơ hoài. Có trôi cùng thôi, có nói cùng thôi. Thôi không yêu nữa, lại quanh làm chi em ơi? Come on. Em về đi, thôi rồi không còn chi. Trong tim anh giờ đây, bây giờ vụt bay. Bao nhiêu xưa đã chết, đã hết rồi tình yêu. Em về đi, không buồn không giận đâu. Không yêu nhau thì thôi, chỉ tình người ơi. Khi yêu đừng để xóa xa, trở nên vụ vơ. Đã hết yêu nhau thôi, không còn mong chờ. Nhớ làm chi, xin đừng đến. Đã biết bao lâu em luôn lừa dối anh. Nếu còn yêu, đừng cần vu vơ nhiều. Có trôi cùng thay con ở cùng thôi. Thôi không yêu nữa, lại quên làm chi em ơi. Come on. Em về đi, thôi rồi không còn chi. Trong tim anh giờ đây, mấy giây phút bay. Bao nhiêu sự đã chết, đã hết rồi tình yêu. Em về đi, không buồn không giận đâu. Không yêu nhau thì thôi, chỉ tình người ơi. Khi yêu đừng để xóa xa chớ. Nên vui vơ, em về. Trong tim anh giờ đây, mấy giây phút bay. Bao nhiêu sự đã chết, đã hết rồi tình yêu. Em về đi, không buồn không giận đâu. Không yêu nhau thì thôi, chỉ tình người ơi. Khi yêu đừng để xóa xa chớ. Nên vui vơ. Come on. Và đó là thí sinh Văn Quốc Hải với ca khúc Đừng Lừa Dối. Anh hát bài này bao nhiêu phần trăm tự tin? Tự tin thì bản thân mình cũng có, nhưng mà để mà bước vào cuộc thi như thế này thì không nói trước được điều gì cả. Và bây giờ chúng ta cùng xoay lại để xem kết quả nha. 1, 2, 3. 6 dấu chéo. Khanh muốn nghe những ý kiến đến từ anh Thanh Tân. Thế cho anh không bấm là anh thấy em cái thần thái em rất là tốt. Em diễn, em di chuyển khắp cái sân khấu. Thứ hai là em như em có tập em vũ điệu đúng không? Dạ có ạ. À, anh thấy em thích hợp với cái dòng giải trí nên là rất phù hợp với cái chương trình này. Nên anh không bấm. Thực ra có một thời gian Hải cũng khá là nổi tiếng. Cái cách em làm chủ sân khấu thì rõ ràng mọi người đã thấy rất là chuyên nghiệp. Nhưng hát thì hôm nay rõ ràng em không làm tốt lắm. Dạ vâng. Từ lúc bắt đầu em giao lưu với Dương Triệu Vũ thì sau đó em lại bắt đầu chật nhịp luôn. Bách nghĩ là không thể đổ lỗi cho Vũ được. Bởi vì kể cả khi Vũ không hát thì cái giai điệu nó vẫn phải chạy trong đầu mình. Mình biết là cái phần hòa âm nó đến đâu là mình sẽ hát được. Mà anh nhớ là Hải bác hát bài này rất là nhiều lần rồi. Thì cái đấy là một cái điều thực sự là rất là đáng tiếc. Bởi vì nếu mà em không có bị cái chật nhịp quá dài như vậy thì anh nghĩ chắc chắn là mọi người đều không bấm nhiều như vậy đâu. Hoặc có thể sẽ không bấm đâu. Cái khuyết điểm của Hải ở trong cái phần thi này lại là vì có quá nhiều kinh nghiệm. Bạn quá nhiều kinh nghiệm với sân khấu. Và cái điều đó cũng là cái điều đã làm cho cái phần thi của bạn nó không được hoàn hảo. Là tại vì bạn bị chi phối và bạn vô tình bị mắc phải cái lỗi đó và bạn không recover được. Chứ thật ra là bạn là một người diễn rất tốt, diễn rất hay và coi bạn như là một người đồng nghiệp của mình rồi. Theo Nhung nghĩ là Nhung thích cái phong cách của Hải nè, cách hát của Hải nè. Nói chung là cả bộ trang phục, cả lên sân khấu Hải trình diễn rất là professional. Với cái dáng dấp, với sự điêu luyện, với cái tài năng của em mà không đứng trên một cái sân khấu lớn nữa thì rất tiếc cho những người khán giả không được xem em hát. Chỉ cần một câu nói này thôi, đó là một cái chiếc cúp danh dự cho Hải rồi. Cái gest của em á,
là một cái người vừa có sự điêu luyện mà có cái tài riêng, chứ không phải ai điêu luyện cũng có được đâu. Một lần nữa cảm ơn những chia sẻ của ban giám khảo rất nhiều. Và một lần nữa rất là cảm ơn anh Hải đã đến với chương trình. Và Khanh có một món quà dành cho anh. Món quà đó chính là cái này. Anh lặn chưa đủ, lặn sâu, đủ sâu cho em. Lặn chưa đủ sâu, bây giờ quất thêm cái này nữa. Không, phải ý Khanh là tập hơi. Hơi mình càng mạnh thì mình càng hát được nhiều ca khúc hơn. Vừa hát vừa nhảy càng sung hơn. Cảm ơn em rất nhiều và cũng chúc em ngày càng thành công hơn. Cảm ơn anh Hải rất là nhiều. Vòng đầu mà mình đã bị loại rồi thì điều đó cũng hơi tiếc. Chắc có lẽ là do cái sự 4 năm trời mình không được hát lại. Bao nhiêu cái chất chứa nỗi niềm 4 năm mình không được hát thì nó dồn vô cái này và mình rất là sung. Và Hải sẽ cố gắng luôn luôn ghi nhớ câu nói của cô Phương Dung. Xin cảm ơn cô rất nhiều. Xin cảm ơn chị Phi Nhung cũng như anh Dương Triệu Vũ đã có những lời khen dành cho Hải. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin chào mọi người. Mình là Đức Thành, sinh ra ở mảnh đất Quảng Trị, hiện đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Mình là một người thích ca hát từ nhỏ. Hôm nay mình đến với chương trình Ban Nhạc Quần Năng. Có lẽ mình là người lớn tuổi nhất. Mục tiêu của mình vào chương trình này thì muốn giành một cái kết quả nó khả quan. Mong các anh trong ban nhạc đừng bấm nút chéo cho mình. Thank you.
Và đó là thí sinh Mai Đức Thành với ca khúc Đừng Nhắc Chuyện Lòng. Anh Thành thân mến, một giọng hát quá hay, quá cảm xúc. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng quay lại xem các thành viên ban nhạc như thế nào nha. 1, 2, 3. Wow. Hát rất là tốt, không có lỗi gì hết. Nhưng mà cái micro mai mốt cái giọng mình mạnh quá, nhích ra chút xíu, nghe chỉ vậy thôi, không có gì hết. Ngắn gọn vậy thôi. Cảm ơn anh Phong rất nhiều. Còn anh Khang thì sao ạ? Mình nghe được rất quý về cái chất giọng này. Có hơi pha một chút xíu giọng của anh Ba trong đó. Mình nghe trong cái sâu thẳm trong cái giọng của anh rất là khắc khoải, rất là buồn. Anh đã thể hiện một ca khúc làm cho tôi cảm thấy miên man. Cái đoạn đầu tiên ra quá thì anh có vô hơi mạnh một chút. Nhưng mà lúc đó đang bận đàn rồi cho nên không bấm. Càng nghe đó thì cảm thấy rất là may mắn là mình đã không bấm, bởi vì càng nghe thì càng cảm thấy cuốn hút. Và lúc nãy giờ khi mà tất cả các anh chị đang nói thì Khanh nhìn trong ánh mắt của anh Thành có rất là nhiều những cái nỗi niềm muốn chia sẻ. Cuộc thi này thì Đức Thành cũng không biết, cũng vì một người con, lúc người con còn sống là đăng ký cho mình. Nó nói khi nào cũng muốn ba lên sân khấu lớn rồi hát cho con nghe, được mọi người, bạn bè con nghe, khi nào cũng hãnh diện về ba. Em kiểu hai thằng con, lúc mẹ đưa đi trung thu thì mẹ đã bị tai nạn mất, còn lại hai người con trai thì cũng nuôi con tới lên 20 tuổi. Thì vừa rồi, Tết vừa rồi cũng bị mất đêm 30 Tết. Cho nên thì bây giờ em đến chương trình này thì đem lời cả tiếng hát để cho làm vui khoái khỏa thôi. Không phải lúc nào anh cũng có một cái dịp để chia sẻ. Và Khanh tin chắc rằng ngày hôm nay anh đã đứng trên sân khấu này và hát, thì ở đâu đó con của anh sẽ rất là vui, bởi vì thấy ba mình đã thực hiện được cái mong muốn của mình. Hôm nay không phải vì em nói mà cô Phương Dung rất khen em. Cái bộ dạng em đi ra đó như là một ông giám đốc. Nhưng mà khi em cất, em ngâm 4 câu thơ thì cái ý nghĩ đó khác rồi. Em ngâm xuất sắc và em hát cái bài này rất hay, rất tuyệt vời. Dạ, cảm ơn chị nhiều. Phương Dung rất là cảm động về cái câu chuyện của anh. Hèn chi em thấy anh hát bài hát này nó hay mà nó rất cái chiều sâu. Hãy cố gắng thêm. Chúc mừng anh. Dạ, cảm ơn chị nhé. Tất cả cái cách anh hát, rồi cái giọng hát của anh, cái luyến lấy của anh, tất cả nó đều ở trong máu anh, nó đi ra. Cho nên là nghe nó rất là sướng. Và nhất là cái hơi của anh á, nó dài, dạ, dã man luôn. Có mấy câu anh hát xong anh luyến rồi, em tưởng là hết rồi. Không, anh còn luyến thêm mấy cái nữa, làm cho em rất là ấn tượng. Cho nên là em nghĩ là con anh bây giờ ở trên kia đang nhìn xuống ngay lúc này, đang rất tự hào về ba của em nó. Cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn chia sẻ của ba vị giám khảo rất là nhiều. Và thực sự là em không biết phải nói như thế nào nữa, bởi vì em là một người của gia đình, em cũng có con trai và có vợ, và em yêu gia đình em rất nhiều. Em nghĩ là cũng giống như anh thôi, và em có nghĩ đến những cái chuyện mà anh đã gặp, nếu nó xảy ra với mình thì mình có sống nổi hay không. Và thực sự là em chưa bao giờ nghĩ là mình có thể vượt qua được, nhưng mà anh đã vượt qua được thế này thì em nghĩ anh là một người rất là may mắn. Và em tin là chị và cháu muốn anh tiếp tục sống và sống thật hạnh phúc. Tình cha mát như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Như hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con cảm ơn anh Thành rất nhiều. Một lần nữa chúc mừng anh. Nay đến đây thì mình cũng được rất là vui sướng, được ban nhạc, được ban giám khảo khen ngợi, được tỏa sáng một lần đầu tiên cơ hội. Chính vì vậy cho nên thì chắc mình cũng nghĩ là vợ với con mình ở chín suối chắc cũng rất là vui. Cho nên thì hôm nay đến đây thì mình cảm ơn chương trình rất nhiều. Đừng
nói xa nhau cho tâm hồn đau khổ. Đừng nói xa nhau cho mắt lệ hoen mờ. Lời thiết tha qua tâm tư tròn mộng tròn mơ. Vết tình khắc lên môi đưa mây tuổi yêu vẫn chờ. Mình đã đi chung trên con đường gian khổ. Mình đã gieo neo nghe trong bể mưa muộn. Màu áo xưa em đan cho người nặng hành trang. Có bạc trắng với phong sương vẫn còn đậm tình thương. Đời hãy nói rằng yêu là chết ở trong lòng một ít. Vì mới khi yêu mà chẳng được được người yêu. Cho rất nhiều nhưng nhận chẳng có bao nhiêu. Người ta phụ hoặc thờ chẳng biết. Chỉ có đôi ta không bao giờ ly biệt. Chỉ có đôi ta tha thiết mong ban đầu. Đừng khóc cho tương lai mai thuyền ngược về đâu. Với một tiếng tin yêu nhau mối tình đẹp ngàn sao. Đừng khóc cho tương lai mai thuyền ngược về đâu. Với một tiếng tin yêu nhau mối tình đẹp ngàn sao. Và đó là Đinh Trường với ca khúc Đừng Nói Xa Nhau. Vẫn trung thành với hình dạng một anh chàng rất lịch lãm. Số điểm dành cho Đinh Trường sẽ là bao nhiêu? Xin mời xoay lại. Đã vô giải thông này, em phải đột phá, phải có một cái gì mới hơn thì em mới đi sâu được nha. Bài này quá an toàn cho em, chưa thấy một cái gì để mà bật ra cả. Nên anh để khung điểm trung bình cho em. Nếu vô được cái vòng sau, anh cần em phải một tả hết nha. Cảm ơn Minh Kha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem tổng số điểm dành cho Đinh Trường là, xin mời, 67 điểm. Đinh Trường đang xếp thứ hạng, đứng thứ hai sau Yến Nhi. Khanh xin mời cô Phương Dung. Mấy cái ông ban nhạc này kỳ quá. Suối con người ta đi phiêu lưu không à. Bây giờ để an toàn cái đã, rồi vô mấy cái sau thì người ta mới có thể lột xác được như cái cô hồi nãy chứ. Chứ bây giờ mà biểu đổi khác rồi, nó đổi không được, nó rớt làm sao? Mấy ông có đền bù được hay không? An toàn đi con, đừng có nghe mấy ông này xúi dậy. Cảm ơn cô. Cái hòa âm này là chắc anh Minh Khang, anh có một cái ý đồ là anh muốn cho em có một cái màu sắc khác, nhưng mà lại không quá xa với lại cái phạm trù hoạt động của em. Cho nên là anh đã đổi qua một cái nó hơi hip hop hơn tí xíu. Đừng nói xa nhau cho tâm hồn đau khổ. Nhưng mà nói chung ra cái giọng em là em đã định hình được chính mình rồi. Thì cái đó là một cái điều đáng mừng chứ không có gì để đáng lo hết. Bây giờ em cứ an toàn giống như cô Phương Dung đã nói đi. Rồi xong rồi một vài vòng nữa em sẽ thử sức. Em hát rock, em hát cải lương, em làm các trò cho anh. Nếu như vào vòng tiếp theo thì chắc chắn em sẽ thay đổi thể loại nhạc của mình. Mong là quý khán giả sẽ ủng hộ em. Còn chị Vi Nhung ạ? Chị chưa có thấy một ca sĩ nào mà hát mà giống như là vừa hát vừa nói chuyện như em đâu. Em giữ cái style này, em đừng có thay đổi cho chị. Đó, thấy chưa? Cảm ơn giám khảo Vi Nhung ạ. Một lần nữa cảm ơn Đích Trường. Thôi nhé em đừng nhiều hơn sầu. Đừng thương tiếc để rồi xa xôi. Đừng trách chi đã lỡ duyên đời. Hãy chúng ta đi hai đường. Chuyện thương yêu đâu còn nữa.
ôm ấp chi một định mệnh buồn, để Chúa xót những gì cho nhau. Người bước đi mà nát tan lòng, ai đứng trông theo ngậm ngùi. Tình yêu mất đi còn đâu. Anh đâu lỗi hẹn mà đời lại xuôi ngăn cách với chia phôi. Phải chăng em ơi tình lỡ ước mong, trách chi người sang sông. Đừng buồn làm gì, dù thương tiếc vẫn là biệt ly. Đời cớ sao lại lắm u sầu, em khóc môi duyên ban đầu, từ đây chết trong lòng. Đời cớ sao lại lắm u sầu, em khóc môi duyên ban đầu, từ đây chết trong lòng. Chúc mừng hai bạn đã hoàn thành phần dự thi của mình. Và bây giờ sẽ là quyết định của ban giám khảo. Xin mời nghệ sĩ Chí Tài hãy đưa ra quyết định của mình. Các Minh thì hát rất là tình, nhưng mà anh thấy cái cậu bằng áo sơ mi này hát nó có vẻ mộc mạc hơn tí. Anh sẽ chọn cái cậu bằng áo sơ mi. Một phiếu chọn của nghệ sĩ Chí Tài dành cho Vũ Công Tuấn. Khanh xin mời cô Phương Dung. Cá nhân cô thì cô chọn cái người mập cà phê sữa. Một phiếu chọn của giám khảo Phương Dung dành cho Khắc Minh. Như vậy là tỷ số đang là một đều. Người quyết định sẽ thuộc về anh Dương Triệu Vũ. Cái bài này hai bạn hát thì mỗi người một màu khác nhau, cho nên mình khó để mà mình đo lường lắm. Theo Vũ á, thì Vũ nghĩ là Vũ sẽ dành cái phiếu chọn này cho Khắc Minh. Chúc mừng Khắc Minh. Như vậy là Khắc Minh đã giành được 2 phiếu chọn trên số 3 vị giám khảo. Như vậy bạn đã hợp lệ cùng bước tiếp với các thí sinh còn lại vào vòng trong. Và chúng ta đành phải nói lời chia tay với lại Vũ Công Tuấn, không sao. Và chúng ta vẫn luôn luôn nhớ một tiếng hát, một ngoại hình rất là mộc mạc chân thành của Vũ Công Tuấn. Chúc bạn sẽ luôn luôn có thật nhiều sức khỏe và giữ đam mê với nghề. Đặc biệt có thật nhiều kỷ niệm đẹp với ban nhạc Quyền Năng. Em là Vinh Quang và em đến từ Đà Lạt. Hiện tại em đang công tác tại Đoàn Ca Múa Nhạc Dân Tộc tỉnh Lâm Đồng. Hạnh phúc của em là được tham gia chương trình và được chơi sướng cùng, thăng hoa cùng ban nhạc Quyền Năng. Thật đớn đau trái ngang lòng tôi mang, cùng cõi đá tôi chết giữa ngàn cơn. Giọt đắng cay thấm tan vào không gian, hôn tan vỡ sáng trong hồn tôi khi ưu tư đang chất đầy vì tình em đổi thay. Bao nhiêu mơ ước đã tan dần, cuộc tình đã mất thật xót xa.
với những trôi vỡ trong biển khơi. Sao em ra đi không quay lại để lòng tôi nát tan. Còn từ cô heo trong mọi mòn nhạc điệu nãy nay còn đâu? Còn những đơn đau trái ngang lòng tôi mà. Chào em linh hồn tôi như ngôi sao băng qua đêm dài về nơi rất xa. Tôi đâu biết đang bay về một hành tinh xa để dối ra. Tôi đi lang thang một tìm em ơi cơn đau thương thân dã rời mà đường không lối đi. Đang là giấc mơ kiêu kỳ để hồn tôi u. Tuyệt vời, đó là thí sinh Vinh Quang với ca khúc Đổi Thay sáng tác của Nguyễn Kim Tuấn. Và ngày hôm nay nghe bạn hát, Khanh bị chinh phục hoàn toàn bởi bạn và tất cả mọi người ở đây cũng như vậy. Bây giờ là chúng ta cùng xoay lại xem, không biết là các thành viên ban giám khảo có nghĩ giống như Khanh hay không nha. 1, 2, 3. Một dấu chéo đỏ xuất hiện. Anh Minh Kha, tại sao lần nào anh cũng là người độc nhất vô nhị vậy? Này đâu mà đâu cần người anh cho, đâu cần gì đâu. Anh chỉ đứng anh ngồi anh soi anh coi có gì. Trời đất ơi. Trước tiên á là cái phần A đầu á, em hát cái B đầu tiên á, cái giọng trầm của em nó chưa có xuống hết, mà nó chưa có được ngọt lắm. Nó trúng ra chưa, nó cũng còn bị hơi bị cứng. Với lại trong bài có vài đoạn cái nhịp và cái lời hát của em nó hơi bị không theo kịp cái nhịp một vài chỗ. Và với bài này Khanh nghĩ là anh guitar bass Thanh Tân phải đưa ra nhận xét thì mới chính xác. Anh thấy cái bài nhạc rock này á thì anh thích lắm, tại anh đánh mà. Tại anh muốn cái chương trình mà nó có nhiều màu sắc hơn. Đó là lý do anh không bấm. Cảm ơn anh Thanh Tân. Bây giờ chúng ta cùng nghe ban giám khảo nhận xét. Khanh xin mời chị Phi Nhung. Với em thì chị rất là thích cái phong cách trình diễn này của em, và những cái nốt em lên cao rất là đẹp. Em chuyển lấy những cái chữ mà cuối cùng em ao á. Chị chúc mừng em. Cái cuối câu mà em hay feel đó, em anh không nhớ chính xác, nhưng mà mỗi cuối câu hay là hay có một cái câu câu dạo của ban nhạc là cái cách em feel á, nó bị như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần quá. Tức là cuối câu em hay làm cái gằn ở trong giọng á, cho nên nó bị mất đi cái sự đặc biệt của cái tôn vinh cái nấc đó, đúng không? Lần sau mình làm sao mà mình xử lý cho nó khác biệt. Cô thích ban nhạc chơi cái bài của em thôi. Một tràng vỗ tay cho ban nhạc ạ. Chơi quá hay. Nhưng mà cô yêu cầu em hát lại lần thứ nhì với bài phút cuối. Và bây giờ là thời gian để bạn luyện tập và thể hiện cái nội tâm và cái sự sâu lắng của mình trong ca khúc phút cuối. Cố lên. Em xin được cảm ơn ban nhạc cho em một bài phối với một bài hát đổi thay với một màu sắc khác. Và em được thỏa sức, được sống hết mình trên sân khấu. Em sẽ cố gắng với bài hát tiếp theo của mình với một cách cảm xúc nhất đến với khán giả. Bao lâu sống được bao năm đời không lâu đâu anh ơi, sống được bao năm ta hãy sống mà sung sướng không bao lâu, 20 năm sau sầu thương cao vời vợi, 20 năm cuối là bao. Hey, làm thế đời sống không làm bao lâu. Hey, sống được bao năm đời không lâu đâu anh hơn.
dù em biết yêu thương ai, nên khi yêu nhau thì yêu cho trọn đời. Anh người ta sống là bao na 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 hey, là thế đời sống không là bao hey, được bao năm đời không lâu đâu anh hỡi hey, hey, hey. Sống được bao năm tại sớm mà yêu nhau. Anh ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời, vì xa anh rồi em biết yêu thương ai, nên khi yêu nhau thì yêu cho trọn đời anh. Tuyên ơi, ngày hôm nay bạn hát hay quá. Tất cả mọi người đứng lên rồi, chúng ta cùng xem số điểm nha. 1, 2, 3. Wow, có 2.8. Thanh xin mời anh Công Thanh. Anh ơi, giữa một rừng điểm 9, tại sao anh lại cho điểm 8 ạ? Ngay cái đoạn đầu á, em hát nó chưa có tròn lắm. Khi mà vô bài có nhịp rồi á, thì là em làm tốt. Và để ý cái tiếng Việt mình á, nó khác tiếng Anh. Em mà hát theo kiểu đó, có những cái lạng em nó thành ra thì thành cái nghĩa khác rồi. Nó bị lớ khó chịu lắm. Nên khắc phục lại cái đó. Cảm ơn anh. Cảm ơn Công Thanh ạ. Và Thanh xin phép được hỏi anh Hoàng Bách. Anh thì anh không bắt lỗi giống anh Thanh. Bởi vì anh thấy là hát blues như thế thì nó mới ra được chất. Khi mà ban nhạc đã chọn cái phong cách phối này, em đã chọn phong cách hát này thì bắt buộc các cái nốt nó phải như thế. Mà anh sẽ bắt lỗi ở cái nốt cuối cùng, cái nốt kết bài. Em không chuẩn bị hơi thật là kỹ. Em không chùm được hết những cái nốt gọi là nốt dãy dụ của ban nhạc á. Đúng không? Vâng. Cái thông thường là ban nhạc đã kết rồi, em vẫn còn phải dư ra một chút xíu nữa. Dạ. Nhưng đây em đã ngắt trước ban nhạc bởi vì em không chuẩn bị hơi. Thì đôi khi là cái đỉnh cao và cái người giỏi nó chỉ khác nhau một chút xíu như vậy thôi. Đấy quá, chỉ có chút xíu vậy thôi. Anh thì anh tiếc cái điều đó. Cái thứ hai nữa là cái điều em làm được ngày hôm nay để anh cho điểm 9 này, đó là em đã hát blues để mọi người ở đây không quen nghe blues nhưng đã phải đứng dậy để vỗ tay với em. Cái đó cực kỳ khó. Người Việt Nam không quen nghe cái thể loại này, nhưng mà tất cả từ khán giả đến những người làm chuyên môn đều thích, thì chứng tỏ là em thành công rồi. Chúc mừng em. Cảm ơn Hoàng Bách ạ. Chúc mừng anh Tiên nhé. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem tổng kết số điểm của bạn. Xin mời. 79 điểm. Và thứ hạng hiện tại của An Tuyên là đứng đầu tiên. Xin chúc mừng bạn. Chúng ta hãy cùng nghe những chia sẻ của ban giám khảo nha, xem họ có đồng ý với ban nhạc hay không. Dạ, Khanh xin mời anh Vũ ạ. Nó phải nằm trong máu và trong đam mê mình mới có thể hát cái bài này một cách trọn vẹn như vậy. Cái cảm nhạc của An Tuyên rất là hoàn hảo. Tức là, và kể cả cái độ lả lơi ở trong cái cách mà mình xử lý bài hát nữa, nó đã ăn xâm ở trong máu của em rồi. Chắc là từ nhỏ em đã thích nghe cái dòng nhạc này đúng không? Cho nên là em hát khi hát bài này giống như là em đã hát cả ngàn lần rồi mới có thể có được cái độ mà nó điêu luyện đến như thế này. Nhưng mà hôm nay em hát làm cho ba vị giám khảo phải đứng dậy vỗ tay cho em, chứng minh là em rất rất tuyệt vời. Cảm ơn như chị Vũ. Còn chị Phi Nhung ạ. Chị khen em, cái khuôn mặt nhìn nó quyến rũ khán giả lắm kìa. Khi mà em hát cái bài này, chị là người hát nhạc dân ca, mà chị nghe em hát nhạc jazz như vậy là chị rất là thích. Chị càng thích thì là chị càng cảm động cái người nhạc sĩ với cái bài này cho em là anh Minh Khang. Đó là cảm phục Minh Khang nhiều lắm luôn. Là do cả ban nhạc, nhất là anh Khoa thêm thắt vào trong cái bài tổng phổ tuyệt vời. Nói chung thì mình phải cảm ơn ban nhạc. Cảm ơn chị Phi Nhung ạ. Cô Phương Dung thì sao ạ? Khi mà cô thấy cái bài 60 năm của Y Vân do An Tuyên hát, bài này hồi xưa tới giờ đó là người ta hát rất thường. Em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời cứ như vậy. Nhưng mà khi ban nhạc chơi blues, một sự hòa âm arrangement rất mới với cái giọng của em và với cái dáng, cái mặt của em rất lạ lơi khi mà hát cái bài này, ba người này đều đồng ý chấp nhận cái sự đổi mới của Tuyền. Xuất sắc. Yeah.
Một lần nữa, chúc mừng An Tuyên với ca khúc 60 năm cuộc đời rất xuất sắc. Tuyên cũng rất là cảm ơn anh Minh Khang, người đã giúp Tuyên, hỗ trợ cho Tuyên với cái bài hát này, với một cái bản phối hết sức là hay. Và cũng như là cả ban nhạc đã kết hợp với nhau rất là ăn ý. An Tuyên sẽ cố gắng để hoàn thiện mình tốt nhất có thể trong tất cả những cái phần trình diễn tiếp theo.